Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 12 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tháng 11 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty Takagi Việt Nam. Xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào chậm xử lý công trình vi phạm trái phép trên đất công ích theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành phố Hưng Yên đồng loạt lắp đặt nước sạch cho các hộ dân. Tỉnh ta chi gần 3,2 tỷ đồng tổ chức khám phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban tháng 11 năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong tháng 10 và đầu tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có hoạt động tiêu biểu như tổ chức thành công nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương chi hội tiêu biểu năm 2018, giao lưu sáng kiến truyền thông, uống có trách nhiệm, thực hiện an toàn giao thông. Các cấp hội đã vận động trên 1.200 chị có điều kiện giúp gần 650 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất. Mô hình hũ gạo tình thương tiếp tục duy trì tặng cho hội viên nghèo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh hội. Ngoài mô hình đang triển khai thực hiện, các cấp hội phụ nữ cần nghiên cứu đề xuất xây dựng các mô hình mới, nhân rộng mô hình hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Từ nay đến cuối năm, các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo chất lượng và số lượng, thăm quan tâm đến đối tượng là người có công với cách mạng, người nghèo trong dịp lễ Tết. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tham quan một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Kim Động. Chiều nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam. Tại buổi tiếp, lãnh đạo công ty đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong khu công nghiệp Thăng Long 2, sản xuất sản phẩm vòi, ống lọc nước các loại. Năm 2017, tổng doanh thu của công ty đạt 5.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 300 lao động. Qua nghe lãnh đạo công ty báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã cảm ơn tập đoàn Takagi Nhật Bản chọn Hưng Yên làm điểm đầu tiên đầu tư ra nước ngoài. Từ lúc chỉ có vài chục lao động ban đầu, sau 10 năm hoạt động, đến nay công ty đã có quy mô 300 lao động và đang chuẩn bị đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại Hưng Yên. Sản xuất kinh doanh của công ty đạt được nhiều kết quả tích cực qua từng năm và đây cũng là doanh nghiệp có nhiều hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh và quan tâm chăm lo tốt cho người lao động đang làm việc. Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu những nét khái quát về vị trí địa lý, tiềm năng và những định hướng quy hoạch phát triển khu công nghiệp, dịch vụ để có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sang Hưng Yên đầu tư trong những năm tới. Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam, Nhật Bản có hai nền văn hóa tương đồng, cơ sở hạ tầng tốt, người lao động Hưng Yên cần cù chịu khó sẽ là cơ sở để thắt chặt mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với Hưng Yên thông qua các dự án đầu tư hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 11, Quốc hội họp toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng là nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cùng các văn kiện liên quan và nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Chiều nay với 469 trên 469 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương
CPTPP. Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12. Đã có 6 nước chính thức thông qua gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng tương ứng là 1,32% và 4,04% đến năm 2035. Trước đó vào buổi sáng, với 89,48% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tăng tổng mức vốn nước ngoài của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ 300.000 tỷ đồng lên tối đa 360.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn giữ mức trần 2 triệu tỷ đồng của kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được quyết định. Cũng trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về 4 dự án luật. Ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chủ trì thảo luận tại tổ 12 gồm đoàn đại biểu Quốc hội 4 tỉnh Hưng Yên, Bến Tre, Sóc Trăng và Yên Bái. Thảo luận về dự án luật đầu tư công, trong lần chỉnh sửa này, đại biểu đề nghị phải làm sao để rút ngắn các thủ tục đầu tư, phân cấp đầu tư, thẩm quyền phê duyệt dự án một cách cụ thể, linh hoạt. Tuy nhiên, luật cũng cần có những quy định chặt chẽ để tránh dàn trải, dễ dãi trong việc phê duyệt dự án đầu tư, gây lãng phí nguồn lực. Cho ý kiến về dự án luật quản lý thuế sửa đổi, đại biểu cho rằng cơ sở pháp lý hiện hành vẫn chưa ngăn nổi việc chuyển giá, trốn thuế, nhất là nếu có sự thông đồng giữa các cơ quan quản lý thuế với doanh nghiệp. Do vậy, đại biểu đề nghị đưa vào dự thảo luật các quy định về chống chuyển lợi nhuận và chống xóa mòn nguồn thu mà quốc tế đang áp dụng một cách phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra lớn thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia được tiến hành 10 năm một lần. Đây là lần thứ 5 tỉnh ta thực hiện cuộc điều tra này. Tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo đã được tập huấn hướng dẫn về công tác quản lý và lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù, cách sử dụng trang thông tin điều hành tác nghiệp tổng điều tra. Đây là khâu quan trọng để chuẩn bị cho tổng điều tra dân số và nhà ở vào năm 2019. Mặc dù đã có công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo về việc giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất công ích của hộ gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh ở thôn Lường, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, nhưng sau 9 tháng công trình trái phép này vẫn không được giải tỏa, mà gia đình người vi phạm còn mở rộng thêm diện tích trước sự làm ngơ của Ủy ban Nhân dân xã Bạch Sam. Năm 2015, gia đình anh Tuấn Anh làm lều bạt buôn bán nước trên diện tích đất là đường đi vào cánh đồng thôn Lường, đồng thời cũng làm mương thoát nước và đường điện cao thế cấp cho cụm công nghiệp Bình Đức, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của các doanh nghiệp và người dân khi qua khu vực này. Sau 2 năm buôn bán, không thấy Ủy ban Nhân dân xã Bạch Sam lập biên bản phạt vi phạm hành chính cũng như xử lý lấn chiếm, nên gia đình anh Tuấn Anh tiếp tục đổ bê tông nền và xây dựng nhà tạm từ dưới 100m² lên trên 260m². Trước sự việc đó, ngày 8 tháng 2 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 354 chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào và Ủy ban Nhân dân xã Bạch Sam thực hiện nghiêm kế hoạch giải tỏa công trình vi phạm. Nhưng mãi đến tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Sam mới có biên bản làm việc với hộ gia đình anh Tuấn Anh và yêu cầu gia đình tự tháo dỡ công trình, thay vì tự tháo dỡ gia đình anh Tuấn Anh lại xây dựng và gia cố công trình thêm kiên cố hơn, cố tình thách thức chính quyền và dư luận xã hội. Đến nay, sau nhiều lần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Sam đã xây dựng kế hoạch giải tỏa cưỡng chế. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Bạch Sam, ông Phạm Ngọc Chiến cho biết. Ủy ban xã đã nhiều lần mời các hộ dân đến làm một công tác hòa giải và yêu cầu gia đình tự giải tỏa trả lại mặt bằng. Gia đình anh Tuấn Anh không nhất trí cái phương án là tự tháo dỡ. Hiện nay thì Ủy ban xã đang xây dựng kế hoạch để giải tỏa. Sau hơn 9 tháng kể từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải tỏa công trình vi phạm đối với hộ gia đình anh Tuấn Anh, nhưng gia đình này vẫn thách thức chính quyền và dư luận xã hội. Phải chăng đằng sau sự việc này có sự bao che hay do sự làm ngơ của chính quyền xã Bạch Sam?
dư luận và người dân đang trông chờ kế hoạch giải tỏa của Ủy ban Nhân dân xã Bạch Sam thành hiện thực, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Chúng tôi là rất cần cái đường đó để làm con đường đi vào cái khu mở rộng sản xuất phía sau 4 hectare của chúng tôi. Hiện nay vướng một hộ gia đình, 6 tháng rồi chính quyền cơ sở vẫn chưa giải quyết được cho chúng tôi có mặt bằng để chúng tôi đưa vào sản xuất. Đến nay, huyện Phù Cừ thu được hơn 11 tỷ đồng từ xử lý đất xuôi dư, là một trong những địa phương xử lý đất xuôi dư chậm của tỉnh. 10 tháng đầu năm, huyện Phù Cừ chỉ xử lý đất xuôi dư được hơn 800 triệu đồng với diện tích 800m². Bên cạnh những địa phương tích cực xử lý đất xuôi dư, có số thu trên 2 tỷ đồng là xã Đình Cao và thị trấn Trần Cao, thì nhiều xã tiến độ xử lý chậm, có dấu hiệu trì hoãn trong thời gian gần đây. Có 8 xã chưa thu được tiền đất dôi dư trong năm nay là Tam Đa, Minh Tân, Nguyên Hòa, Tống Phan, Tiên Tiến, Minh Tiến, Minh Hoàng, Nhật Quang. Trong đó, xã Minh Tân chưa xử lý được đất dôi dư, xã Minh Tiến, Tiên Tiến có số thu mới đạt dưới 200 triệu đồng. Để toàn dân được sử dụng nước sạch theo đề án của tỉnh, thành phố Hưng Yên đang đồng loạt triển khai lắp đặt hệ thống ống cung cấp nước sạch đến các địa phương. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, tỷ lệ ống bao phủ ở tất cả các địa phương đạt 100% và tỷ lệ đấu nối đồng hồ nước các phường đạt 100%, ở xã đạt 80%. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, thành phố Hưng Yên đang chỉ đạo các đơn vị thi công để nhanh tiến độ lắp đặt đường ống và cấp nước sạch cho nhân dân. Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đã lắp đặt hệ thống đường ống tới các phường nội thị đạt gần 100% kế hoạch, đang tiến hành lắp đặt tới các xã phường còn lại như Quảng Châu, Hoàng Hanh, Lam Sơn, An Tảo đạt trên 70% kế hoạch. Hợp tác xã vận tải Yên Mỹ ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ chuyển sang hợp tác xã kiểu mới từ năm 2015. Đến nay doanh thu hàng tháng đạt trên 400 triệu đồng. Hợp tác xã vận tải Yên Mỹ có 15 thành viên với số vốn điều lệ gần 4 tỷ đồng, kinh doanh dịch vụ vận tải và vật liệu xây dựng. Sau khi chuyển đổi, hợp tác xã được vay 300 triệu đồng từ nguồn vốn của Liên minh Hợp tác xã để mở rộng hoạt động kinh doanh liên kết được với nhiều doanh nghiệp vận tải trong địa bàn, đồng thời mua thêm xe và máy xúc. Hiện nay hợp tác xã có 5 xe tải, 7 máy xúc, diện tích bến bãi gần 6.000m². Nhờ đổi mới hình thức hoạt động và mở rộng kinh doanh, các thành viên đều có thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập 5 triệu đồng một tháng. Vụ cam năm nay, tỉnh ta có gần 750 ha cho thu hoạch, ước đạt gần 18.000 tấn quả. Trong đó, các diện tích áp dụng khoa học kỹ thuật trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã được thương lái đặt mua hết. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vụ cam năm nay các địa phương trong tỉnh trồng được gần 750 ha, trong đó huyện Quế Châu 66 ha, thành phố Hưng Yên 108 ha, Phù Cừ gần 200 ha, Kim Động gần 300 ha. Diện tích còn lại là các huyện khác trên địa bàn tỉnh. Sản lượng ước tính đạt gần 18.000 tấn quả. Hiện nay cam Hưng Yên đang cho thu hoạch, giá cam trên thị trường trung bình từ 25 đến 30.000 đồng kg. Đáng chú ý là do làm tốt khâu thông tin quảng bá nên toàn bộ sản lượng cam trồng theo hướng Việt Gáp của các địa phương đã được các siêu thị và thương lái đặt mua hết với giá từ 30 đến 35.000 đồng một kg. Chị Phạm Thị Hiên ở thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động được chị em hội viên trong xã biết đến là người giỏi trong phát triển kinh tế gia đình. Từ nhiều năm nay, vợ chồng chị thu lãi hàng trăm triệu đồng một năm từ cây cam. Trước đây, gia đình chị Hiên tập trung vào chăn nuôi và trồng lúa, nhận thấy cam cho giá trị kinh tế cao. Năm 2015, gia đình chị Hiên đã chuyển đổi toàn bộ ruộng nhà và thuê thêm của hộ liền kề trồng 5 mẫu cam. Năm 2017, diện tích cam được mở rộng lên 8 mẫu, mặc dù đây mới là vụ cam thứ hai được thu hoạch nhưng hiệu quả cây cam mang lại rõ rệt. Với 5 mẫu được thu hoạch nhưng sản lượng cam đạt trên 40 tấn một vụ, với giá bán bình quân 17.000 đồng một kg, trừ chi phí, gia đình chị thu lãi trên 400 triệu đồng từ cam. Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, năm 1987, ông Nguyễn Công Cầu ở thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi trở về địa phương, bén duyên với nghề làm mộc. Từ một người thợ làm thuê, đến nay ông Cầu là chủ của hai cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ quy mô lớn. Tổng diện tích hai cơ sở làm mộc của ông Cầu rộng trên 1.000m², hệ thống máy sản xuất được trang bị hiện đại với số tiền đầu tư gần 1 tỷ đồng. Hiện nay, ông Cầu cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm nội thất làm từ nhiều loại gỗ khác nhau như lim, hương, rổi, dâu, lát. Ngoài ra, ông Cầu còn là đầu mối bán gỗ cho nhiều xưởng mộc trong và ngoài tỉnh.
không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện nay, ông Cầu còn tạo việc làm thường xuyên cho từ 4 đến 5 lao động với mức thu nhập từ 8 đến 9 triệu đồng một tháng. Điều đáng quý ở chỗ thợ làm trong xưởng mộc chính là những đồng đội của ông. Ông Cầu sẵn sàng chia sẻ, truyền lại nghề cho những ai thực sự ham thích và gắn bó nghiêm túc với nghề. Nhằm giúp đỡ những trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã phối hợp với nhiều tổ chức khám và hỗ trợ phẫu thuật cho các em. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã phối hợp với các tổ chức cơ sở y tế khám sàng lọc cho trên 1.300 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch và bị các bệnh về mắt cùng các chương trình hỗ trợ khác với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Trong đó đã hỗ trợ phẫu thuật cho 20 em bị bệnh tim bẩm sinh với số tiền trên 600 triệu đồng. 5 em được hỗ trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật tim từ 2 đến 3 lần với số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có trên 30 trẻ em được phẫu thuật về mắt, sứt môi, hở hàm ếch. Các em sau khi được phẫu thuật, chữa bệnh và phục hồi chức năng đều dần ổn định về sức khỏe, phát triển toàn diện cả về thể chất và tâm sinh lý. Những năm qua, trường tiểu học thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi đã thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên với đa dạng các hình thức như thông qua các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề cấp trường, tập huấn nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức. Khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Đến nay, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học vừa qua, nhà trường có 10 sáng kiến cấp trường được áp dụng vào thực tế. Đối với học sinh, ngay từ đầu năm học, nhà trường triển khai việc kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh để có phương hướng giảng dạy phù hợp, giúp học sinh dễ tiếp thu bài giảng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã đưa ra rất nhiều cảnh báo về những hệ lụy từ tín dụng đen, song vì cả tin, nhiều bà con nhân dân trong và ngoài địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đang rơi vào tình trạng dở khóc dở cười khi chủ nợ tuyên bố không có khả năng chi trả. Từ hơn một tháng trở lại đây, gia đình chị Trần Thị Hiền cũng như hàng trăm hộ gia đình khác như nằm trên đống lửa khi mà toàn bộ số tiền tích góp được trên 500 triệu đồng đưa cho gia đình vợ chồng Lê Văn Việt và Đỗ Thị Hiền thuộc địa bàn Dốc Lã, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên trời bốc bắt họ. Hàng tháng chẳng hạn đến đóng 10 triệu thì chị sẽ cắt ra giả được khoảng 300 hay 400, 500 để giả mọi người rồi. Thế nhưng mà hầu như là ra thì là bạn thuê người bỏ họ hộ. Có trường hợp ở làng này là có người thuê bỏ họ hộ. Chẳng hạn như là có một người chẳng hạn ra, ngày nào ra thì cũng gặp cái người đấy hỏi, ơ thế em có họ à? Thì bảo là, vâng em họ, bảo sao em họ nhiều thế? Mà trong đó người ta nông dân chứ không phải là buôn bán gì mà lại suốt ngày đi bỏ họ. Và thuê bỏ họ là có. Có nghĩa là thành lập họ ảo. Ví dụ như là bắt họ 13 người nhưng thậm chí chỉ có người như em chơi là 1 người, 2 người, 3 người thôi. Còn đâu là 10 người của bạn đấy. Mặc dù mới quen biết nhưng vì cả tin và vì lần đầu chơi được trả sòng phẳng mà chị Mai Thị Thu, người cùng xã đã tin tưởng và huy động số tiền lên tới trên 2 tỷ đồng của gia đình và người thân để đưa cho vợ chồng Việt Hiền để được trả lãi cao. Chúng em tham gia bắt họ được thì là chị bảo là em về em không sử dụng gì đến đồng tiền này thì em lấy cái số tiền này để cho chị vay. Thì em cũng tin tưởng chị làm ăn từ trước đến giờ, em cũng tin tưởng chị tuyệt đối. Thì là cả vợ cả chồng chị gọi điện em lên để nói chuyện thì anh chị bảo là em cứ làm ăn với anh chị thì em cứ yên tâm. Thì em cũng chỉ tin tưởng anh chị thì là em cho anh chị vay. Thế lúc chị muốn vay nữa thì em bảo em không có tiền thì chị bảo là về xoay của hàng xóm hay là gia đình. Thì là em lại về có ông cậu thì em bảo là cho cháu lấy để cho lên cháu lấy cho vay một phẩy. Thì là về lên đến bây giờ 2 tỷ 080 triệu thì chị hẹn là em là 25 hàng tháng chị lên chị giả 20 triệu một tháng nhưng đến giờ chị không hẹn giả em một đồng nào cả. Gia đình ông Phạm Văn Ngạn thôn Tiền Thắng, ông Nguyễn Văn Bình thôn Đoàn Thượng, chị Hoàng Thị Thư xã Hiệp Cường và hàng trăm gia đình khác cũng đang rơi vào tình cảnh khốn cùng khi tin tưởng đưa số tiền lớn cho vợ chồng Việt Hiền. Gia đình nhà tôi có tham gia ở nhà anh Việt Hiền này là 3 bát họ. Mỗi bát là đều đóng 10 triệu. Một bát đóng được 10 tháng, còn hai bát kia đều đóng được 6 tháng. Nhưng đến lúc coi như là công bố vỡ nợ thì chúng tôi có ra đòi tiền. Thì chị Hiền ấy, vợ anh Việt ấy thì bảo thôi ông cứ đi về. 5 ngày sau ông ra cháu giả. Thế khi 5 ngày sau chúng tôi ra thì chị Hiền lại khất. 3 ngày sau ông ra. 3 ngày sau chúng tôi ra. Thì chị Hiền chị có gọi điện cho tôi, cho con dâu tôi
là mang sổ ra để thanh toán tiền họ. Thế lúc ra thì chị lại cầm cái sổ tôi, chị xé toẹt ngay đi. Điều đáng nói là hầu hết các nạn nhân đều là những người nông dân, công nhân lao động, dành dụm số tiền vất vả kiếm được để đưa cho vợ chồng Việt Hiền vay để được trả lãi. Sự việc chỉ được vỡ lở khi chủ nợ công bố vỡ nợ không trả được. Sự việc không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương mà còn làm cho nhiều gia đình rơi vào tình cảnh bất hòa, thậm chí mất hết tài sản do cầm cố nhà cửa, sổ đỏ cho ngân hàng để lấy tiền đưa cho vợ chồng Việt Hiền vay. Theo nhân dân thống kê ban đầu, hiện số tiền mà các hộ đưa cho nhà Việt Hiền lên tới 30 tỷ đồng. Ngoài ra còn nhiều nạn nhân khác vì nhiều lý do mà chưa lên tiếng. Thực sự là dân người ta có đơn thư, thì đơn thư gửi xuống coi như là phía thành phố, công an thành phố. Khi xã là chúng tôi không nhận được một đơn nào của coi như là công dân gửi đến xã là về cái vụ việc coi như là họ này. Thế còn đặc biệt là nó cũng xôn xao trong cái thời gian trong vòng một tháng, hơn một tháng, thì cái động thái của xã thì khi có được nhận được những vấn đề coi như là tụ tập đông người thì cũng có công an là cử các đồng chí công an viên lên cùng với coi như là dân ở đấy để giải toán cái đám đông đó, tránh cái tình trạng coi như là để tụ tập đông người mây dây gây mất trật tự và an ninh của thôn đó và của xã. Theo người dân, hiện vợ chồng chủ nợ là Việt Hiền vẫn sinh sống bình thường ở địa phương. Chỉ trong hai năm 2017-2018, xã Bảo Khê đã xảy ra hai vụ tín dụng đen mà chủ nợ đều là người của địa phương.